Đây là ai mà khiến hàng trăm bạn trẻ đứng đợi trước nhà thi đấu Hà Đông, Hà Nội không ngại đứng lên những bậc thang, cầm giấy trên tay để xin cho bằng được chữ ký. Nhiều người còn tự tay vẽ chân dung ông với kích thước lớn để thể hiện tình cảm. Là ai mà khiến giới truyền thông của Việt Nam lẫn nước ngoài không ngừng săn đón như một ngôi sao? Vâng, đó là một ông già 68 tuổi người Philippines, huyền thoại Bia Efren Reyes. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sau khi ông thi đấu trận bán kết nội dung carom một băng tại SEA Games 31. Liên tục những tiếng hét Reyes, Reyes cùng những tràng pháo tay, tiếng hò reo xuất hiện khi cơ thủ này bước ra từ nhà thi đấu. Vì có quá đông người hâm mộ muốn được gặp mặt trực tiếp Efren Reyes nên lực lượng an ninh phải làm việc hết tốc lực bảo vệ xung quanh ông. Trước đó, tại trận bán kết với cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự của Việt Nam, dù đã rất cố gắng nhưng vì đẳng cấp chênh lệch cùng việc thi đấu ở nội dung không phải là sở trường, Efren Reyes đã thất bại với điểm số 55-100. Tuy không giành chiến thắng, nhưng cơ thủ này vẫn nhận được sự tán dương không ngớt của những người hâm mộ có mặt theo dõi ông thi đấu.